Mày! Mày chạy đi Huy ơi. Mồ, chú đồng, chú đồng cái mốt cũng hơn à. Lên đây em ơi, vô đi đó đi, lên đây đi. Đừng ra trường quá. Khoảng cách, đó khoảng cách an toàn mất rồi. Này Dung Dung phát 3 điểm với 1 điểm à, thả chúng đi em. Em trên thảm thủng nhỉ, thảm 3 phân nhưng mà thủng hết. Một tước nhà trường mượn.
Cốp. Ôi, làm một phát bốp một cầm luôn. Xin lỗi. Cứ vậy nên kết phục, đây là lỗi đánh mạnh. Lỗi chê 2. Các bắt đầu. AK, cứ vừa. Gặp tự hào là chén lôi giang, chén bóng bảo vệ mà. Mày nơi. Tiếp tục. Cái mà đòn nữa mà không ai phất cơ. Mày nó là việc của mày, nhưng mà việc của mình thấy điểm là phải phất cơ lên chứ. Thầy có điểm là phất cơ. Đánh nhẹ được thôi, để là đẹp nè. Xíu không? Thắng luôn. Chào thầy. Còn kêu anh sẽ ngọt lim. Em chầm anh thọn ngồi đây tâm sự. Đá đi, đá đi, mất chết rồi. Đá 6 là 1 điểm nữa nè. Đó, tốt. AK thằng cuộc AO ra ngoài. Nhanh còn. Tay 6 đây. 1 điểm này. Phù cho điểm là điểm luôn.
Dùng không được cho lôi dùng. Không được phạt lôi. Lôi nó là một kiểu phẩm mình chỉ mất đồng ba tiếp tục mình bị nó. Còn mà đòn hai nó bên kia nó được mấy đòn được có điểm. Ao một điểm rồi, phụ làm gì đi. Mà đó. Đi lại sao? Nhị cơ đi. Đi răng, đưa đi em đi em lại làm răng. Như em làm coi là bị dùng như có thể cho con này em theo em thì có điểm ấy. Can xa, can xa. Đây đây đây, nhìn thần. Anh Toàn, anh Toàn này. Trong trường hợp, cái này, cái lực cũng để ý này, trong một trường hợp, cái này. Quên kiểu kiểu, để ý cái này. À, anh em để ý này, bị bốc. Cái này. À, 4 cơ luôn. Đó cả 4 cơ con điểm, nó nghe. Nhưng mà mình đến mình nhận định này. À. Hoặc là gì trong trường hợp rồi, không có điểm nhá. Mình tầm hút khi lại để thay đổi. Cái đến quá thắng. Là phải pha. Một là có điểm, hai là phải pha. Không có điện, nhưng em thêm cái đồ máy hay điện nói gì. Em có đôi con có đôi vì cũng có đại mạnh hay không? Trả lời. Em là vô ngõ rồi phải chứ. À vâng. Khoan, okay. Đưa lên đại để chép phù, thuyết phục được phù không? Chúc. Lần thứ nhất. Lần thứ nhất, ao cung cử. Lần thứ hai, ao khi cung cử. Nó đã phạt lần thứ hai mất rồi. Trong cái bàn tích cho hai lỗi, lần thứ tư lần teo đó. Sâu vô bụi. Sâu vô rồi đi. Nói thôi. Nó đâu còn lâu bây giờ được thanh. Cường cơm lắm. Con này nó giả bộ để lâu nữa nè. Thân mang tuyệt kỷ nhào lộn rồi này. Từ từ căn khoảng cách bắt nhịp này vô này kiểu kia ca ăn vô. Từ từ thôi thả lỏng cái vai sau ra là ăn đòn này. Bắn đi nếu mà được cái nhích cái chân sau lên thì là lên liền cái chân đâu có chứ mà. Phải làm được lâu rồi. Chỉnh cái một nhịp là ca ăn bắt nhịp ngay. Tương tự. Chịp ơi và xong ngồi góc lưng tên rồi khi mà thấy thất cơ rồi thôi. Di chuyển thì có điểm là phải giữ chứ ham hồn chứ nữa mấy điểm rồi mà chứ thằng AK nó mới thằng đuổi điểm không vô làm chi cần gỡ thế này cách biệt mấy điểm bốn thằng đỏ bây giờ là phải đuổi bằng chết luôn nè thua rồi nè xoay vòng đi vô. Tập xoay vòng mà giữ điểm đi, 35 giây bây giờ lùi lộ liệu là hắn chụp cái chuối đây này. Ra là phải nhờ được thằng đi chứ. Ông phải trả sượt đâu được chứ. Không đầm chứ. Rồi thế nào tiếp thông đi. Phù làm răng. Đây là lỗi C1, C2. Đây là lần cuối cùng, còn 15 giây thì lần thứ mấy anh có biết ra thì anh đang nói phù rồi rồi phù đâu bị gắt thôi chứ làm nó đây anh chưa chui ao đúng rồi chính xác cư sen sư rồi tiếp tục ao ao sen sư tôi đây mặt bây giờ là không có sen sư là huề điểm là hân tây nè nhá nhớ để ý nè xoay vòng mau đi đảm mô có đảm mô rồi đâu sao cả kê nghĩa là có điểm trong tay phù hết là có điểm thôi kê đừng có hám hồ đừng tới đâu phù thế quả cách quả gần đây mày mất tăng à mất tăng à đừng dừng mình dừng để nó tăng mô kia ai mình kiện xong. Không phải. Không phải đấm đây là lỗi đấm thiệt này, lỗi đấm trước này. Lỗi C2 các lỗi C1 các. Lỗi C1. Phù khi hỏi xin thế này thì các em phải như thế này. Non đấy là lỗi trượt này. Cơ xanh dưới. Lỗi trượt
Đồng thời chỉ lưu ý cứ có 300 đô trên 1 nữa. Để cái lái trên đơn này đô trên 1. Rồi Đàm anh tiến đi. Lưu trên 1 là lưu vách đàm. Rồi tế, chó đi tế chứ nào. Chó đi phạt. Điên 15 phút. Bên kia được gộp lời với người ta. Bên kia được gộp lời trên 2 đô trên 1. Lô trên 2 đô trên 1 đô trên 1. Ra cho cơ chui tiếp. Không có ăn thực cư đó đi được. Trên 1 với 2 nó không thể cổng lội là được. Cái này là lội, cái này là lội đi. Rồi bây giờ chỉ có hắn cho cơ chui thôi. 2 lội, hắn thêm 1 lội ra đi nữa. Đó 15 giây, em hiểu không nè. Bây giờ mình có 2 lội trên 1. À 2 lội trên 2. Bây giờ lội trên 1 lần thứ 2 làm ra đây. Không thể hắn chụp cứ được. Khi này là đội xe 2, bây giờ một đội xe 2 nữa thì em đuổi được. Nhưng mà bây giờ là đội xe 1. Cũng là bây giờ là hắn chụp cái chui thế này. Thì là chui. Đúng rồi, khi này nhá. Đúng rồi, 1 rồi. Không ao, khi này là ao. Không, bây giờ mới có 1 lần. Bây giờ nếu như là lộn thì không hắn chụp cứ chui được. Ao. Xin lỗi của thằng Âu, Âu, kêu cư 15 giây, không có hắn chung cái chui 15 giây, lỗi xe 2 không... Thằng... Lỗi xe 1 không 15 giây, không có hắn chung cái chui, trừ là lần thứ 3. Em hiểu không ạ? Phạt 1 lần lỗi, như thế này là hắn chung cái chui rồi. Xe 1 với xe 2 mà anh? Xe 2 là hắn chung cái chui rồi. Vậy thì xe 1 cũng... Ông này là xe 1, bây giờ ông này chỉ có kế chung cư thôi. Hoặc là hắn chung cái chui. Năng đây, có cánh xa đây nghe, có cánh xa. Không, 115 giây. Không có lỗi C1. Em hiểu không ạ? Không có hắn chung cư đuôi từ là lần thứ 3. Em hiểu không? Cái này bây giờ ông này là bị. Bây giờ ông này là bị, cái này là 1 lần này. Âu, đánh của bạn. Bây giờ lần thứ 2, 15 giây nhưng mà lỗi C1. Âu, kết cư. Bây giờ hắn chung cư đuôi khi mà chỉ đi cái này là kê cư đôi. Em hiểu không? Nha, không được C1 không được đuổi 15 giây rồi, quán người ta. Mày việc khóc lên khóc rồi đó, đổi nghiệp. Huy chương vàng em tưởng à? Điên. Kê cục cư. Ai? Kê cục cư. Không đi ngủ, không đi. Không. 5 giây thủ đi ngủ ê, chẳng rồi. Không được. Ao du cô. Ao. Anh ấy mới là hắn chục cư này. À hắn chục cư đuôi này. Chúng ta chỉnh cho nửa mà em. Chỉnh cho nửa mà chị em. Ô, cái gì?